đèo cò chạy, đèo cò chạy Điện Biên, tỉnh Điện Biên, lúc quanh co ngoằn ngoèo làm sao lại hết được. Đèo cò chạy tên hay nhỉ. Huyện Điện Biên nó cũng hai huyện này, Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, sát thành phố là huyện Điện Biên Đông. Đèo cò chạy được lên ngoằn ngoèo quanh co. Vậy sao lại đèo cò chạy? Chả biết nó đặt tên thế, mình đây nó địa danh, địa danh. Ngày xưa có con cò ở đây. Không, đúng rồi. Kiểu ngày trước có con vận động viên đông qua cái đèo này nhỉ, thế là người ta phá hoang đèo. Không, người ta phá cái đèo này thấy nhiều cò chạy qua, gọi là đèo cò chạy. Nó không chạy bay mà nó chạy. Nghĩ như thế thôi. Nó không bay, nó chạy gọi là cò chạy. Phá cái đèo này thấy nhiều cò chạy ra quá thì đặt tên luôn đi. Nó như ăn chim to dần. Đỏ đỏ. Tại sao nó thế là mình biết được tại sao. Cứ đưa ra giả thuyết như thế thôi đúng không? Đây đang lên này, đang lên. Đang có chạy. Tưởng treo. Tức là đưa con nhỏ ra xong rồi đưa con to lên. Xong rồi đến con to. Trên này nó gọi điện nhỉ? Có phải nhà hàng chim to dần không? Buồn cười. Hỏi nhà hàng chim thì còn đỡ buồn cười ấy. Cứ tưởng nó chim. Treo đấy, thật. Ui đấy, lên dốc này, dốc này. Dốc đấy, dốc này cũng ghê đấy. Nhưng ngắn thôi, tí thôi đấy. Ăn can này à. Ăn can là xuống, hộ lan là xuống. Đèo cò chạy huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đấy nhỉ. Lên khá dốc. Cây hoa ban. Cây hoa ban. Chưa đến đỉnh nào. Chưa đến đỉnh nào. Xe kia vẫn đang lên đấy nhỉ. Tí nữa là qua cây hoa ban. Lên xong lại xuống cái xe. Ngoài tắm ở ngoài, sao mình không nhìn thấy nhỉ? Ngoài ngay ở cái sân, rất nhiều người, trước cửa nhà nó viên đá.
xuống, nó rào xuống, nó rào xuống. À, đấy, đấy mà xuống là đỉnh đèo đấy. Đỉnh đèo có cái bản đỉnh đèo, à, lại có một ông vận động viên này, đạp xe lên này. À. Thiết chính. Anh nói nó có vào rồi đấy không? Vào, vào hết. Sau cái xe, chạy sau cái xe này. Chạy sau cái xe này. Cái gì đâu mà leo, có cái hố bom, mỗi cái hố bom cái gì đâu, có cái hố mìn, không không kịp đâu, kịp chứ bây giờ ăn ngon nhất rồi, bây giờ đi suối Uva gì đấy, tắm nước biển, người đạp xe này, nhiều người đạp xe cái gì, tập luyện, mình tắm suối sẵn, nó khỏe, tắm 30 phút rồi nào, kiểu gì ở chỗ tắm nó chả có công bố ăn uống. Suối nóng à? Chú Nai chú đặt ăn thành phố rồi đầy chú quen, chú hay đi Điện Biên. Suối nóng thì rồi ông Nai ông đặt ăn chuẩn. Nai hay đi Điện Biên. Đấy, cũng đang xuống. Nhiều người đạp xe nhỉ. Suối Kháng. Đấy, đấy, đấy. Phong trào đạp xe đây phát triển nhỉ. Mận Men. Mận Nem. Ở đâu? Mận Nem Điện Biên. Mua Pe. Chỗ nào gần nhất đi, Uva ấy. Trên địa chỉ ấy. Xe rèn luyện sức khỏe. Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Dạ là
Biên, nó có huyện Điện Biên. Điện Biên. Huyện này giờ đây là đang trên đất huyện Điện Biên này. Ô tô à đây. Có các bác công an này. Xem có ai đi quá không để ông ấy phạt. Đường này quá làm sao được. Mình cái giờ này là không ấy cũng sợ. Ừ, ngại. Ngại gì chứ. Ngại. Đấy mình cái giờ là quay. Thôi hết.